Giao Phát xin chào anh chị ạ. Video này chúng ta sẽ đến cai lại Tiền Giang để giao cân điện tử cân mic cho vựa mic Thịnh Phát anh chị ha. Và đây chính là dòng cân điện tử chuyên để cân bội mic anh chị ha. Một đặc điểm mà giúp chúng ta nhận diện ra đây là dòng cân mic này là cái cân này có cái sàn cân thấp hơn cả so với tất cả các dòng cân khác trên thị trường. Và có hai dốc hai bên nữa, chúng ta kéo cái bội mic lên cân một cách dễ dàng hơn. Và anh chị thấy ha, là ở hai bên á, kể cả phần dốc lẫn phần cân đều có cái G để giúp cho cái bộ mic kéo lên thẳng hàng và dễ dàng kéo lên. Mình không có sợ là cái bộ mic nó lạc lối, nó rơi ra khỏi cái sàn cân và chúng ta có được một con số trọng lượng của bộ mic nó chính xác hơn. Và vừa mic Thịnh Phát gần như là đã chọn cho mình một cái dòng cân điện tử cân mic tốt nhất có thể trong thời điểm hiện tại. Tại vì cái dòng cân này nó có cái sàn cân thấp nhất có thể luôn anh chị ha, và thấp hơn cả so với một số dòng cân sàn khác trên thị trường. Thứ hai nữa là cái cân này nó có hai cái dốc hai bên, và cái đặc điểm quan trọng nhất của cái cân này là cái cân này nó bám dưới mặt nền, nó rất là kiên cố, cho nên là khi mà anh chị đẩy cái bộ mic 300kg hay 500kg thì cái cân nó vẫn kiên cố một chỗ chứ nó không có dịch chuyển theo, cho nên cái cân này gần như là ổn định tốt nhất rồi, mình cân mic nó dễ dàng hơn. Và một đặc điểm quan trọng nhất là cái cân này dễ dàng di chuyển, có nghĩa là nếu như anh chị muốn lắp đặt cái cân này cố định một chỗ cũng được, hoặc là đuôi xe tải ở đâu thì anh chị cứ bốn người đàn ông bưng cái cân này tới đuôi xe tải mà chúng ta ịn xuống mặt nền và chúng ta cân thôi, nó thuận lợi hơn so với cái việc của chúng ta sử dụng cân âm nền. Tại vì cân âm nền anh chị sẽ để một chỗ thôi và chúng ta sẽ đẩy cái xe mic, cái bộ mic nó đi vòng vòng trong xưởng. Còn cân này, cái ưu điểm nhất của nó là tính linh động, và hiệu quả của cân mic đã chứng minh rồi ha. Và khẳng định lại là cái cân này có cái mặt sàn cân thấp nhất có thể, có hai dốc hai bên, và cân này nó bám nền kiên cố, nghĩa là chúng ta ịn xuống mặt nền ở đâu thì nó sẽ kiên cố ở vị trí đó và chúng ta an toàn chúng ta cân hơn. Cân điện tử Giao Phát cảm ơn vựa mic Thịnh Phát ở cai lệ Tiền Giang rất là nhiều đã tin tưởng và chọn mua cái dòng cân điện tử chuyên cân mic này. Và anh chị xem xong video này mà cảm thấy video này nó hữu ích, nó mang đến cho chị nhiều cái thông điệp hữu ích về dòng cân điện tử chuyên cân mic, thì anh chị đừng quên bấm phím like hay là phím subscribe bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video mới nhất từ kênh tự Giao Phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân điện tử ạ. Một lần nữa, kênh điện tử Giao Phát cảm ơn chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này, và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.